Xin chào tất cả các em. Trước khi vào bài mới thì cô sẽ tiến hành kiểm tra bài cũ của các em nhé. Câu 1. Dòng điện là gì? Kể một số nguồn điện mà em biết. Câu 2. Muốn có dòng điện chạy trong mạch thì cần phải có điều kiện gì? Câu 3. Trong vật nào dưới đây đang có dòng điện chạy qua? A. Một thanh thủy tinh đã được cọ xát bằng vải lụa. B. Một chiếc đèn pin mà bóng đèn của nó bị đứt dây tóc. C. Một chiếc bút thử điện đặt trong quầy bán đồ điện. D. Một chiếc điện thoại di động đang được dùng để nghe và nói. Bây giờ dựa vào những gì mà chúng ta đã học ở tuần trước đó, các em sẽ trả lời ba câu này. Đầu tiên là sẽ trả lời câu 1. Dòng điện là gì? Kể một số nguồn điện mà em biết. Như vậy thì chúng ta đã học rồi, dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng. Một số nguồn điện mà chúng ta đã biết như là ắc quy, hay là pin tiểu, pin vuông, hay là pin đại nha. Rồi, câu 2. Muốn có dòng điện chạy trong mạch thì cần phải có điều kiện gì? Như vậy thì để có dòng điện chạy trong mạch đó thì dòng điện chạy trong mạch điện kín bao gồm các thiết bị điện nối liền với hai cực của nguồn điện bằng dây điện. Câu 3. Trong vật nào dưới đây đang có dòng điện chạy qua thì chúng ta nhìn bốn cái vật này. Thì cái vật mà đang có dòng điện chạy qua đó chính là một chiếc điện thoại di động đang được dùng để nghe và nói. Đáp án D. Như các em đã biết, dòng điện ở mạch điện gia đình nếu chạy trực tiếp qua cơ thể người sẽ rất nguy hiểm tới tính mạng. Vì vậy, tất cả các dụng cụ và thiết bị dùng điện, dây điện, công tắc, phích cắm điện, ổ lấy điện, bóng đèn, quạt điện, vân vân đều phải được chế tạo sao cho nó đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Vậy thì chúng gồm những cái bộ phận dẫn điện và những bộ phận cách điện. Dẫn điện để cho có điện chúng ta sử dụng, cách điện là để cho chúng ta được an toàn khi sử dụng điện nha. Thì chúng ta sẽ đi vào bài 20, chất dẫn điện và chất cách điện, dòng điện trong kim loại. 1. Chất dẫn điện và chất cách điện. Chất dẫn điện được định nghĩa là chất cho dòng điện đi qua. Chất cách điện được định nghĩa là chất không cho dòng điện đi qua. Chúng ta lưu ý cách điện tức là không cho dòng điện đi qua. Các em quan sát hình 20.1 trong sách giáo khoa trang 55 đó. Và trả lời câu C1 cho cô. Yêu cầu mình là hãy quan sát hình 20.1 và cho biết các cái bộ phận nào dẫn điện và các cái bộ phận nào cách điện. Như vậy thì em nhìn vào cái hình này, cái bộ phận dẫn điện là chúng ta học rồi, định nghĩa tức là cho dòng điện đi qua. Như thì bộ phận dẫn điện trong hình này nó gồm có dây tóc, dây trục, hai đầu dây đèn, hai chốt cắm và lõi dây. Rồi, các cái bộ phận cách điện gồm có là trụ thủy tinh đen, vỏ nhựa của phích cắm. Đây là vỏ nhựa của phích cắm và cái vỏ dây.
đó là các cái bộ phận cách điện, tức là nó không cho dòng điện đi qua. Rồi bây giờ em tiến hành tiếp cái phần thí nghiệm. Các em xem thí nghiệm trang 55 thành 20.2. Người ta yêu cầu mình đó là cần phải làm thí nghiệm để xác định xem một vật là vật dẫn điện hay là vật cách điện. Và chúng ta sẽ làm theo cái mạch điện giống như hình 20.2. Tức là ở đây cô có một cái nguồn điện là pin, một cái bóng đèn, rồi một cái mỏ kẹp. Ở đây là hai đầu của mỏ kẹp nè mấy em. Và chúng ta sẽ đưa các cái vật cần xác định vào hai đầu mỏ kẹp này, xem chúng là vật dẫn điện hay vật cách điện. Như vậy thì để làm cái thí nghiệm này, nếu mà chúng ta cho lần lượt các cái vật kẹp vào, nếu mà vật nào làm cho bóng đèn sáng thì đó chính là vật dẫn điện. Còn khi chúng ta kẹp cái vật nào vô mà bóng đèn vẫn không sáng thì đó là vật cách điện. Rồi bây giờ đầu tiên cô sẽ cho cái thanh bằng vật liệu là nhựa vào hai đầu mỏ kẹp này. Rồi mấy em quan sát. Như vậy thì khi chúng ta cho cái thanh bằng nhựa kẹp vào thì lúc này bóng đèn không sáng. Bóng đèn không sáng tức là thanh bằng nhựa này là vật cách điện. Vật cách điện. Rồi tiếp theo. Tiếp theo. Cô sẽ thay cái thanh nhựa lúc nãy bằng một cái thanh khác, đó là thanh kim loại. Rồi cô cho thanh kim loại này vào hai đầu của mỏ kẹp. Em quan sát bóng đèn nha. Xem hiện tượng gì xảy ra. Rồi chúng ta xem hiện tượng gì xảy ra ha. Lúc này dòng điện chạy qua mạch và bóng đèn sáng lên. Rồi mấy em xem lại nha. Mấy em xem lại. Khi mà chúng ta kẹp hai đầu mỏ kẹp được thanh kim loại này thì hiện tượng xảy ra là bắt đầu nó có cái dòng điện đi qua nè. Đó, có dòng điện chỗ màu đỏ đỏ nè, đi qua nè. Rồi dòng điện đi qua và bóng đèn sáng lên. Như vậy thì khi chúng ta kẹp thanh kim loại này vào, có dòng điện đi qua và bóng đèn nó sáng lên ha, dòng điện đi qua bóng đèn sáng lên. Vậy cái thanh kim loại này được gọi là vật dẫn điện, tức là nó cho dòng điện đi qua hay nó được gọi là vật dẫn điện. Rồi như vậy thì vật dẫn điện thì là sẽ làm cho đèn sáng. Còn khi chúng ta dùng thanh nhựa đó là vật cách điện và đèn sẽ không sáng. Câu C2. Hãy kể tên ba vật liệu thường dùng để làm vật dẫn điện và ba vật liệu thường dùng để làm vật cách điện. Vậy thì ba vật liệu thường dùng để làm vật dẫn điện đó em. Người ta thường dùng đó là đồng, sắt, nhôm. Còn ba vật liệu mà thường dùng để làm vật cách điện thì người ta thường dùng đó là nhựa. Nhựa, nhựa nhiều nhất nha. Rồi thủy tinh và sứ, đó là những vật mà người ta dùng làm vật cách điện. Câu C3. Hãy nêu một số trường hợp chứng tỏ rằng không khí ở điều kiện bình thường là chất cách điện. Mấy em thấy không khí ở điều kiện bình thường là chất cách điện. Cô ví dụ các cái đường dây tải điện đó, nó hoàn toàn không có vỏ bọc cách điện. Các cái đường dây tải điện đó mấy em, nó không có vỏ bọc cách điện. Như vậy thì tiếp xúc, nó đã tiếp xúc trực tiếp với không khí, nhưng mà giữa chúng và nó không có dòng điện chạy qua không khí ha. Giữa các cái đường dây tải điện này không có dòng điện chạy qua không khí, nó không có vỏ bọc cách điện mà nó vẫn không có dòng điện chạy qua không khí, thì chứng tỏ lúc này ở điều kiện bình thường
không khí là chất cách điện. Hai, dòng điện trong kim loại. Một, nhỏ electron tự do trong kim loại. Như vậy thì nãy giờ qua cái thí nghiệm lúc nãy mình chắc chắn một điều, kim loại đó là chất dẫn điện. Và kim loại được cấu tạo từ các nguyên tử. Kim loại là chất dẫn điện và kim loại được cấu tạo từ các nguyên tử. Trong kim loại có các electron thoát ra khỏi nguyên tử và chuyển động tự do. Cho nên nó được gọi là các electron tự do. Rồi, trả lời câu C4 cho cô. Hãy nhớ lại xem trong nguyên tử hạt nào mang điện tích dương, hạt nào mang điện tích âm. Bữa trước mình học rồi, hạt nhân thì nó sẽ mang điện tích dương và các electron chuyển động xung quanh hạt nhân, nó mang điện tích âm. Các electron mang điện tích âm. Đây là mô hình đơn giản của một đoạn dây kim loại. Là gồm hạt nhân nè, em mang dấu cộng tức là mang điện tích dương nè. Các electron mang dấu trừ là điện tích âm và nó chuyển động xung quanh hạt nhân ha. Rồi. Các em trả lời câu C5. Ký hiệu nào biểu diễn các electron tự do? Ký hiệu nào biểu diễn phần còn lại của nguyên tử? Chúng mang điện tích gì? Vì sao? Rồi. Cô mới vừa nói rồi, cái vòng tròn nhỏ này nè em, nó mang dấu trừ là nó biểu thị cho các electron tự do. Rồi phần còn lại của nguyên tử, tức là các cái dòng lớn này nó mang dấu cộng là biểu diễn phần còn lại của nguyên tử là hạt nhân mang điện tích dương. Rồi electron tự do mang điện tích âm vì nó bị thiếu hạt nhân, phần còn lại của nguyên tử mang điện tích dương vì nó bị mất electron. Rồi các em quan sát hình cho con. Hai nhỏ dòng điện trong kim loại. Đây là mô phỏng chuyển động của các electron trong kim loại. Mô phỏng chuyển động của các electron trong kim loại. Em quan sát nha. Lúc này các electron dịch chuyển một cách tự do. Dịch chuyển một cách tự do. Rồi. Hãy cho biết các electron tự do bị cực nào của pin đẩy, bị cực nào của pin hút. Vẽ mũi tên vào electron để chỉ chiều dịch chuyển có hướng. Gửi em quan sát này cho cô và trả lời cho cô coi electron sẽ bị cực nào của pin đẩy, bị cực nào của pin hút. Rồi quan sát nha. Lúc này electron bị cực âm của pin đẩy nè em. Tại vì electron thì nó mang điện tích âm. Điện tích âm mà chúng ta học rồi, hai điện tích mà cùng loại thì chúng sẽ đẩy nhau. Cho nên electron này nó sẽ bị cực âm của pin đẩy ra và nó bị cực dương của pin hút. Nha. Cô nói lại, electron nó mang điện tích âm mà chúng ta học rồi, hai điện tích cùng loại thì chúng sẽ đẩy nhau, cho nên điện tích âm này sẽ bị cực âm của nguồn điện đẩy và nó được cực dương của nguồn điện hút nha, được cực dương của nguồn điện hút, tức là cực dương của pin nè men, nó hút electron. Rồi đây là mũi tên biểu diễn chiều của các electron. Như vậy thì các electron tự do trong kim loại là nó dịch chuyển có hướng và nó tạo thành một cái dòng điện chạy qua nó. Kết luận,
Dòng điện trong kim loại là dòng các electron tự do dịch chuyển có hướng. Chúng ta đi vào ba la mã vận dụng. Câu C7. Vật nào dưới đây là vật dẫn điện? A. Thanh gỗ khô. B. Một đoạn ruột bút chì. C. Một đoạn dây nhựa. D. Thanh thủy tinh. Chúng ta xem coi vật nào trong bốn vật này nó sẽ là vật dẫn điện. Nãy mình học rồi, vật dẫn điện kim loại sẽ là vật dẫn điện. Vậy đây chúng ta loại được các cái trường hợp là thanh gỗ khô nè, nhựa nè, thủy tinh nè. Đây là những cái vật cách điện, như là đáp án đúng sẽ là đáp án B. Một đoạn ruột bút chì sẽ là vật dẫn điện. C8. Trong các dụng cụ và thiết bị điện thường dùng, vật liệu cách điện được sử dụng nhiều nhất là A. Sứ. B. Thủy tinh. C. Nhựa. D. Cao su. Như chúng ta nói lúc nãy đó, cái vật liệu mà người ta dùng để làm vật cách điện nhiều nhất đó là vật liệu là từ nhựa nha. Vậy là đáp án C. Câu C9. Vật nào trong các vật sau đây không có các electron tự do? A. Một đoạn dây thép. B. Một đoạn dây đồng. C. Một đoạn dây nhựa. D. Một đoạn dây nhôm. Chúng ta học rồi, nãy giờ cô nói rồi đó, kim loại thì nó có các electron tự do dịch chuyển có hướng. Vậy thì nếu người ta hỏi mình là vật nào không có các electron tự do, vậy thì vật đó sẽ là không phải là kim loại, thì nó sẽ không có các electron tự do. Chúng ta thấy đây là thép nè, đồng nè, nhôm đều là kim loại. Chỉ có đáp án trường hợp C đó, một đoạn dây nhựa đó, nó không phải là kim loại cho nên nó không có các electron tự do. Vậy đáp án đúng đây là C. Rồi, bài này các em cần nhớ các ý chính cho cô. Chất dẫn điện là chất cho dòng điện đi qua. Chất cách điện là chất không cho dòng điện đi qua. Dòng điện trong kim loại là dòng các electron tự do dịch chuyển có hướng. Rồi, các em học thuộc bài, làm bài tập 20.1, 20.2, 20.3 trong sách bài tập. Rồi nghiên cứu trước bài 21 cho cô, sơ đồ mạch điện, chiều dòng điện. Rồi, bài học hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc. Sau bài này cô có một số câu trắc nghiệm, các em sẽ hoàn thành các câu trắc nghiệm đó và gửi bài lại cho cô chấm điểm. Chúc các em học tốt.